của một bạn giấu xin giấu tên ở Đồng Nai. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng dùng đồ dùng học tập trị giá 90.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những sản phẩm mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một chiếc bút trị giá 15.000, một bút Icon, một bút Toto, một bút Tim Tiêm, một giấy nhớ. Với đơn hàng của bạn thì shop tặng cho bạn một chiếc hình xăm. Và giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Bút ở bên shop thì đồng giá 10.000 một chiếc, giấy nhớ 10.000 một chiếc. Đã gói xong cho bạn khách giấu tên ở Đồng Nai.